Em từng học trên mạng và những cái tài liệu bên nước ngoài ấy, nhưng mà em cảm giác là nó bị lộn xộn ấy. Em tên là Lê Đức Tấn ạ. Thì hiện tại em là một sinh viên và em đã có niềm đam mê fitness từ lúc em lớp 10 rồi. Tự học thôi, em từng học trên mạng và những cái tài liệu bên nước ngoài ấy, nhưng mà em cảm giác là nó bị lộn xộn ấy. Nên là em cần một nơi uy tín để em trao dồi lại kiến thức của em và em chọn HFB. Đầu tiên là em là một người cầu toàn về công việc, em đi tìm tất cả mọi nơi, chỗ nào dạy kiến thức là em sẽ đi xem qua hết. Nhưng mà tất cả mọi nơi em đều được lời khuyên là HFB là nơi tốt nhất để học kiến thức về fitness ạ. Đầu tiên là em được gặp chị Linh này, một người cực kỳ giỏi và em cực kỳ kiểu cực kỳ ngưỡng mộ ấy ạ. Và thứ hai là kiến thức của em nó đã được gọi là hệ thống lại một cách kiểu bài bản hơn và em phải tự tin về kiến thức của em trong đầu. Và chắc chắn là em sẽ thành một huấn luyện viên tốt của những người học HFB ạ.